Chiều 21 tháng 2, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện hạng mục xây dựng nút giao thông khắc mức thuộc dự án nâng cấp đường 356 đoạn 2A và dự án mở rộng đường trục khu công nghiệp Đình Vũ. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Cao Xuân Liên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đại diện các cơ quan liên quan. Đánh giá về nút giao thông khắc mức tại ngã ba Nguyễn Bình Khiêm, Đình Vũ, Chùa Vẽ, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy nhận xét, đây là điểm thường xuyên ùn tắc, gây mất an toàn giao thông, xuất phát từ thực tế cần thiết phải tạo hành lang giao thông thông thoáng, an toàn để mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, nâng cao sản lượng hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng, thành phố quyết tâm xây dựng nút giao thông này trong thời gian sớm nhất. Sau khi nghe tư vấn, nhà thầu báo cáo về kế hoạch thi công nút giao này trong thời gian 26 tháng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu rút ngắn thời gian thi công chỉ trong 6 tháng. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, tuy việc xây dựng nút giao này phục vụ chính cho các doanh nghiệp vận tải, nhưng việc thi công quá dài sẽ khiến các doanh nghiệp khó khăn. Trách nhiệm của thành phố là tổ chức thi công nút giao thông, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với các điều kiện thu hút đầu tư. Vì thế, thành phố chỉ cho phép thi công hoàn thành nút giao này trong 6 tháng tính từ ngày khởi công. Cần tổ chức thi công 24/24 giờ mỗi ngày. Nếu một nhà thầu không thực hiện được, sẽ huy động thêm nhà thầu nữa. Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy khẳng định sự quan tâm của thành phố với dự án như tạo điều kiện về vốn, yêu cầu giải phóng mặt bằng nhanh gọn, xây dựng phương án điều phối giao thông. Nếu trong 6 tháng nhà thầu hoàn thành công trình, thành phố sẽ ghi danh biểu dương và khen thưởng. Đồng thời giao Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối để chuẩn bị thủ tục khởi công hạng mục này sớm nhất, giao quận Hải An thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp chia sẻ vì thành công chung của toàn dự án. Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí đưa thông tin về dự án để nhân dân, doanh nghiệp được biết và ủng hộ. Trước hết là chúng ta điều chỉnh cái tiến độ. Nay là cơ quan của thành phố yêu cầu điều chỉnh tiến độ từ 26 tháng xuống còn 6 tháng để chúng ta làm được. Vì nếu chúng ta mà kéo dài công trình này thì ảnh hưởng rất lớn tới vận tải,
về dự án đầu tư nâng cấp đường trục khu công nghiệp Đình Vũ. Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Bí thư Thành ủy khen ngợi các doanh nghiệp tham gia tổ chức thi công nhanh chóng và yêu cầu đến ngày 15 tháng 3 năm 2017 thông xe tuyến đường.